Rồi, xin chào bạn nào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để mà mình có thể bật và sử dụng cái mẹ ảo hay của màn hình Always Display ở trên điện thoại Xiaomi nha các bạn. Thì đầu tiên á, các bạn vô một cài đặt này. Rồi, các bạn vô một Always Display và màn hình khóa. Rồi, ở đây cái phần này thì các bạn chọn giúp mình nhé, là bật lên. Rồi, khi bật lên đó, cái mục hiển thị này là thời gian nha các bạn. Các bạn có thể đặt cái thời gian hiển thị này đó, hoặc là có thể tắt đi để nó kiếm in. Còn cái này mình có thể chọn ở các chủ đề này các bạn. Ở đây nó sẽ có những cái chủ đề chữ ký nè, thì các bạn có thể chọn, hoặc là hình đồng hồ, hoặc là những cái biểu tượng đồng hồ, hoặc là hành động này các bạn đó, thấy không? Rồi, rồi ở đây mình chọn là ví dụ như hình mặt trăng này cũng được, các bạn chọn áp dụng. Rồi thì khi khóa màn hình lại là chạm vô thì nó sẽ là cái hình này. Các bạn có thể thay đổi cái hình này bằng cái hình cá nhân của mình ha, bằng cách là các bạn chọn vô cái phần là chủ đề nè, chủ đề của tôi nè, các bạn chọn tùy chỉnh ảnh. Rồi các bạn chọn thêm thư viện, rồi chọn cái nào đó chẳng hạn đây. Rồi các bạn có thể chỉnh thay đổi màu chữ nha đó. Rồi các bạn chọn thay đổi vị trí cái đồng hồ lên xuống đó. Vị trí cái đồng hồ thời gian đó, mình có thể chọn thêm phần hiển thị pin hoặc là không nha, pin hoặc là thông báo đó. Rồi sau đó mình chọn áp dụng thôi. Và sau khi mình áp dụng rồi thì các bạn sẽ thấy nè, mình khóa và mình chạm ra thì nó sẽ ra cái mục mà mình tùy chỉnh rất là đẹp, đúng không? Thì đó là cái mẹo của màn hình Always Display trên điện thoại Xiaomi các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn.